Trước chúng ta đã tìm hiểu một số cái phương pháp chuyển từ cái mảng nhiều chiều n chiều sang mảng một chiều, có ba cái phương pháp này. Phần này giới thiệu thêm hai phương pháp nữa. Một là sử dụng cái hàm flatten. Flatten này. Đấy, ở trong này nó cũng cho mình chọn cái order là C hoặc F. Cái này nó sẽ chuyển thẳng sang cái mảng một chiều. Ví dụ ta có M là cái mảng hai chiều. Đấy, nó có hai cái mảng một chiều bên trong. Bây giờ mình sử dụng cái np ha, chấm flat. Đây. Flat. Đấy, nó có cái flatten á, 2t. Giữa m1 bằng m chấm flat đây. Ra cho mình cái flatten này. Mình thử in cái m này ra, m1 này ra. Print. M1 là 2 chấm xuống dòng. Này em mở đi. Cho thêm cái hàm print đấy nữa đi, cho nó xuống thêm cái dòng nữa. Thấy M là một cái mảng hai chiều. M một cái mảng hai chiều này. Và M1 này trở thành cái mảng một chiều. Đấy, dùng cái M chấm flatten này. Flatten có nghĩa là làm phẳng các bạn. Làm trở thành một chiều. Ở trong này cũng cho dùng order C hoặc F nữa, thì tức là mình lấy theo cách nào. Ví dụ ở đây là 1357 đến 2468 này. Đấy. Còn để cho mình dùng order bằng F á. Ra cho mình luôn này. Bằng F thì nó sẽ lấy theo cái chiều 1 2 này, đến 3 4 này, 5 6 7 8. Được chưa? Này nó sẽ tạo thẳng ra cái mảng một chiều luôn. Giờ còn một cái cách nữa, cách thứ năm, dùng hàm hash stack stack m bên trong này, nó sẽ cho ra cái mảng một chiều. Đấy, ví dụ mình dùng cái hash stack np chấm hash stack đấy, đưa cái m vào trong á, thì nó sẽ chuyển cái m từ hai chiều, từ nhiều chiều sang một chiều đây. Rồi cái hash stack á, thì có nghĩa là cái gì? Hash stack nó sẽ liên quan đến một cái gọi là nỗi mảng. Đây, hash stack này liên quan một cái khái niệm gọi là nỗi mảng. Đầu tiên, ví dụ ta dùng hashtag, nếu mà chỉ đưa vào một cái mảng này á, thì nó sẽ chuyển về cái dạng một chiều. Nhưng để ta đưa nó vào hai cái mảng thì nó sẽ thực hiện cái vai trò nỗi mảng của các cái mảng lại. Nỗi hai cái mảng M1 và M2 lại. Đấy. Rồi có một cái hàm nữa cũng có cái vai trò nỗi mảng, nó là vstack. Nó cũng nổi hai cái mảng M1 và M2 lại. Rồi thêm một cái hàm nữa. Cái hàm này nó cũng thực hiện nối mảng, gọi là concatenate. Concatenate này nó cũng thực hiện cái vai trò nối mảng. Thế thì ba cái hàm này nó khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên là cái hashtag trước đi nhé. Hashtag thì nó lấy chữ h này này. Cái stack là cái ngăn xếp, những cái hát ấy, thì nó lại từ cái
từ là horizontally. Đấy, mình sẽ tra cái từ này nhé. Đấy, ở trong cái từ này này, horizontally này, đâu ấy nhỉ? Đấy, horizontal này, đây, nằm ngang. Horizontal là ý nghĩa nó là nằm ngang nhé. Thì ở đây là mình sẽ thực hiện nội theo chiều ngang. Đấy. À, mình thử vậy hai cái mảng đi. M1 để cho bằng cái này đi ha. Đấy, cho cái này là M1 đi. Một cái mảng M2 nữa đi. M2. À, ví dụ cho cái số khác đi. Ví dụ là 3 0 gì đó ha. 50 70 gì đi. Cho nó to hơn trước cho nó khác cái mảng kia. Thêm 10 vào đi. Không vào. Thì mình cũng in cái M2 ra, mình nhìn thấy nó. M2 này. Đấy. Thì M3 của mình đi. Mình sẽ dùng hashtag của M1 phẩy M2. Rồi mình in cái M3 ra. Thì nó đang bị một cái lỗi gì đây? À, nó thiếu cái dấu ngoặc ở đây này. Đây nữa này. Rồi. Ok rồi đấy. Đây là một của mình này. Một cái mảng hai chiều này. M2 của mình cũng là mảng hai chiều. Thì cái M3 của mình nhá, nó có mảng hai chiều thôi, nhưng mà nó sẽ nổi các phân tử này. Đấy. Này 1357 nó nổi với 3050 này, tạo thành 1357 3050 này. Đấy. 2468 nội với 20 40 60 80 này, tạo thành này. Đấy. Cái hashtag nó có vai trò là nối nối lại, nối mạng lại theo cái chiều ngang á. Giờ cái chiều này nối theo cái hướng bên này này. Giờ hướng nằm ngang á. Đấy. Còn có một cái kiểu nó sẽ hướng thẳng xuống nữa. Đấy. Nó chính là cái V-stack. Về hashtag nó là nổi theo hướng nằm ngang. Còn là V-stack thì nổi theo hướng thẳng thẳng xuống, thẳng đứng xuống á. Thì V là ở trong cái từ vertically, vertically là hay vertical gì đó. Đấy, nó là cái từ này. Đây. Vertically này, thẳng đứng xuống. Đấy. Thế bây giờ mình thay cái này một chữ V đi. Thì mình thấy nổi xuống này. Cái mảng M1 này nó thành, nó nằm ở trong M3 như thế này này. Trong M2 á nó nằm ở đây thì nó sẽ thành ở giữa này này. Vậy nổi theo cái hướng đi thẳng xuống. Còn cái concatenate này là gì? Concatenate cũng nối nối hai cái đó, nhưng mà nổi theo hướng nào? Đi nằm ngang hay đi thẳng xuống? Nó có cái axit này này, nó sẽ quyết định axit này bằng 0 hay bằng 1 thì nó sẽ quyết định là mình sẽ nổi thẳng đi theo hướng hướng ngang hay nổi theo hướng xuống. Mình sẽ tra cái từ này xem nó có nghĩa gì. Đây, con khe trên đây này, móc vào nhau, nổi vào nhau, ràng buộc vào nhau. Đấy. Và cái này thì nó là chung. Mình thử đấy, nó ra cho mình luôn này, con khe trên đây này. Đấy. Cái này thì phải xác định cái hướng nối, tại vì nó có hai kiểu ha. Nếu mà dùng HV thì nó rõ rồi, cái H là nằm ngang mà chữ V là thẳng đứng. Còn cái này thì nó không 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 rõ ràng như vậy mà ta phải xác định. Đấy, ta phải dùng cái từ axit á.
Đấy, nó bằng không đi, bằng không trước đi, bằng không thì nội sẽ hướng thẳng xuống này, đấy, giống kiểu V stack ấy. Đấy, còn nếu bằng một đi thì nó nội sẽ hướng nằm ngang, đấy, nó giống như là H stack. Đấy, đấy chính là vai trò nối mạng của mấy cái hàm này.